Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, mình là Nguyên Minh Ba đây. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với chị cái chủ đề đó là 6 tiêu chí để thiết kế hình ảnh, đúng không ạ? 6 tiêu chí để thiết kế hình ảnh. Ở bên tay trái mình đây là một cái chương trình khuyến mại, đúng không ạ? Vì vậy khi mà chúng ta thiết kế một cái ấn phẩm thì ấn phẩm là qua ba cái dạng hình thức, một là text, hai là video, ba là email, tức là hình ảnh đấy. Thì mục tiêu của ấn phẩm á, là để truyền tải thông điệp. Vì vậy cái mà đầu tiên một cái hình ảnh nó cần phải có, một cái hình ảnh hay là một ấn phẩm truyền thông cần phải có, đó là cái số 1, đó là cần phải có thông điệp. Cái thông điệp chính là cái phần linh hồn của cái hình ảnh đó, đúng không ạ? Ví dụ những cái chương trình giờ vàng thứ năm hàng tuần của cái quán trà sữa Tứ Quý ngày xưa, thì mình khi mình làm như vậy thì phải có cái thông điệp ở trên đây, đúng không ạ? Cái thông điệp thì nó chiếm hết 80%, nếu phải chấm điểm trong 6 tiêu chí này thì thông điệp chiếm 80% cái tỉ trọng của cái việc mà thiết kế hình ảnh. Bởi vì một hình ảnh mà không có thông điệp thì nó cực kỳ vô hồn, đúng không ạ? Cái tiêu chí thứ hai đó là cái tiêu chí về là gì ạ? Cần phải có là gì ạ? Kêu gọi hành động. Thì cái tiêu chí này được nhận xét đánh giá là chiếm khoảng 15%. 100% thì hai cái tiêu chí này nó chiếm hết khoảng là gì là 95% luôn chị ạ. Thì để đánh giá cái điểm của một cái hình ảnh thì chúng ta cần phải đánh giá là cái hình nó có kêu gọi hành động không? Và có kêu gọi hành động ở đây là gì nè? Người ta kêu gọi hành động là có thể là gì nè? Anh chị có thể thấy là gì nè? Gọi vào hotline này, gọi vào số điện thoại này, đấy cũng được gọi là kêu gọi hành động. Hoặc là đến địa chỉ này, đấy, đến địa chỉ. Đấy, thì đây là những cái kêu gọi, đây là những vào khung giờ này, đến địa chỉ này thì anh chị sẽ được khuyến mãi. Đó là một trong những cái kêu gọi hành động, tức là người ta cần biết phải làm, cần biết rằng là cái hình ảnh này truyền tải cái nội dung gì, và cái thứ hai cần làm gì để có được cái nội dung đó, đúng không ạ? Thứ ba là nó mang tính chất là gì nè? Cần phải chuẩn về mặt màu sắc. Và chuẩn về mặt màu sắc thì nó nhỏ hơn khoảng 4 màu. Thì anh chị thấy cái hình bên đi, để một cái hình chuyên nghiệp thì nó càng ít màu càng tốt. Tuy nhiên là gì nè, để tránh đơn điệu thì chúng ta nhỏ hơn bằng 4 màu. Thì ở đây anh chị thấy là gì nè, có màu trắng, có màu đen, có màu cam, có màu vàng, đúng ý không ạ? Thì chúng ta có khoảng 4 màu, tức là nhỏ hơn 4 màu thì nhìn mắt của mình, thị giác của mình nó sẽ không bị rối, đúng không ạ? Cái thứ tư nữa, đó là chúng ta sẽ nói về là gì nè, nó sẽ có cái con số ở trong này, có thể là đó là số điện thoại, hoặc đó có thể là đó là cái địa chỉ. Đó cũng có thể là gì nè, cái thứ năm hay là một con số gì đó ở trong cái hình ảnh của mình thì sẽ rất cuốn hút, đúng không ạ? Ví dụ thứ năm giờ vàng chẳng hạn, có thể là giờ, có thể là gì nè, ngày, đúng không ạ? Thì những cái con số có thể là giá, và ở đây là gì nè, cái số này có thể là gì nè, cái giá của anh chị, cái giá bán của anh chị, cái thức uống hot, thông điệp ở đây là cái món gì hot đấy, và cái lý do, đúng không ạ? Anh chị cần cung cấp được cái lý do là thứ năm giờ vàng là có cái món gì hot đây, còn trong cái số này thì có cái giá gì cho đủ sốc đây, đúng không ạ? Giá sốc như thế nào đây? Thì đây là những cái nội dung mà giúp cho cái thông điệp mình cực kỳ là ấn tượng, đúng không ạ? Cái tiêu chí thứ năm đó là gì nè, anh chị cần phải có gì nè, có các cái gọi là có các cái icon điều hướng, các cái icon điều hướng. Ví dụ anh chị thấy này, có những cái icon này, người ta sẽ chỉ vào cái mũi tên, chỉ vào có cái mũi tên điều hướng vào cái ly này, rồi có cái mũi tên là điều hướng vào cái việc là ví dụ như là gọi vào cái số hotline này, thì có một số hình ảnh nó cần có những cái điều hướng người dùng như vậy. Khi mà lên online những cái điều hướng nó cực kỳ quan trọng, thì ở đây anh chị có thấy những cái mũi tên này, những cái icon là thay vì chúng ta ghi cái số điện thoại thì bây giờ chúng ta làm cái icon của cái điện thoại, đúng không ạ? Đây mình vẽ như này, hoặc là thay vì chúng ta ghi chữ địa chỉ thì bây giờ có vẻ cái ngôi nhà như vậy. Đấy, thì giúp cho cái hình ảnh của mình trông nó chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Thì các cái icon hoặc là các cái điều hướng. Và cái thứ sáu là trong hình ảnh của mình cần phải có cái logo để nhận diện cái thương hiệu của mình. Ví dụ ở đây là cái logo của Tứ Quý Tea & Coffee chẳng hạn, đúng không ạ? Thì một hình ảnh mà những cái yếu tố đằng sau này thì nó chiếm khoảng 5% nữa. Vì vậy thứ nhất là anh chị hiểu 6 cái tiêu chí, và anh chị hiểu cái tỉ trọng của các cái tiêu chí đó trong hình ảnh, đúng không ạ?
và chúc cho anh chị ứng dụng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở bài học tiếp theo.